Người phụ nữ này quá độc ác rồi, 9 năm trước bỏ rơi con gái mới sinh gả vào nhà hào môn, đồng thời còn đã ký một thỏa thuận với bố chồng tài phiệt từ nay sẽ không bao giờ sinh con nữa, hơn nữa còn hứa sẽ một lòng một dạ chăm sóc cô con gái của vợ trước. Mà Cha Yang, người bị mẹ bỏ rơi đang sống với bà nội, cô bé hiểu chuyện vì để giảm bớt gánh nặng cho bà đã chủ động đến cô nhi viện sống. Cha Yang ở cô nhi viện gặp được bạn thân nhất Sung Tan. Ngày hôm đó, bà nội được viện trưởng cho biết có một gia đình giàu có sẵn sàng nuôi dưỡng Cha Yang. Ông ta nói với bà nội của Cha Yang rằng đứa trẻ đi theo bà đến miếng cơm manh áo cũng không thể giải quyết, bà có thể để con bé tiếp thu một nền giáo dục tốt hơn không? Còn lừa bà, Cha Yang biết tin sắp được người có tiền nhận nuôi vui vẻ đến nhường nào, bảo bà nội từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt Cha Yang nữa. Mà Cha Yang nghe tin mình sắp được người giàu nhận nuôi thì bảo Sung Tan đưa mình đi trốn. Sung Tan đưa Cha Yang xuống tầm hầm, đồng thời nói với cô đợi mình đuổi hai người muốn nhận nuôi cô đi rồi sẽ đến đây đón cô. Cha Yang bởi vì nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua nên đã không cẩn thận làm đổ cây nến gây ra hỏa hoạn. Vì cửa bị Sung Tan khóa nên Cha Yang bị mắc kẹt ở bên trong. Tin tức về vụ cháy ở cô nhi viện nhanh chóng được giới truyền thông đưa tin. Phu nhân tài phiệt He Cheong phát hiện Sung Tan đang hét lên tuyệt vọng. Hóa ra Sung Tan trông giống hệt con trai Ki Huynh người đã chết trong một vụ xe hơi cách đây một năm của bà ấy. Vợ chồng tài phiệt muốn nhận nuôi Sung Tan nhưng lại bị Sung Tan từ chối. Tài phiệt đưa Sung Tan đến gặp Cha Yang đang nguy kịch, còn nói với Sung Tan rằng chỉ cần đồng ý cho họ nhận nuôi, sau này chi phí phẫu thuật của Cha Yang đều do họ chi trả. Sung Tan khóc nói rằng chỉ cần cứu được Cha Yang, chuyện gì cậu cũng đồng ý. Sung Tan lần đầu tiên sống trong nhà tài phiệt. He Cheong nói đây là món tôm yêu thích của Ki Huynh, chắc con cũng thích ăn nhỉ. Sung Tan nói rằng cậu không thích tôm lắm. Cậu nhìn khuôn mặt thất vọng của bà He Cheong nên quyết định ăn một miếng. Nhưng điều He Cheong không biết là Sung Tan bị dị ứng với tôm. Rất nhanh cậu đã xảy ra phản ứng và được đưa đến bệnh viện. He Cheong để khiến cho Sung Tan ưu tú như đứa con trai đã chết của bà ấy, đã ép cậu học violon. Nhưng Sung Tan trời sinh không có hứng thú với âm nhạc, cuối cùng đã chọc giận giáo viên. He Cheong tức giận tát thẳng vào mặt Sung Tan, nói rằng Ki Huynh của chúng ta thích violin đến mức nhường nào, tại sao con lại không thích nó? Sung Tan nói anh không phải Ki Huynh. Sau đó cậu lại bị He Cheong tát thêm một cái. He Cheong nói rằng từ nay con chính là Ki Huynh, từ giờ trở đi con sẽ sống với thân phận Ki Huynh. Thậm chí bà ta để ngăn Sung Tan sau này sẽ gặp lại Cha Yang, nghe lời bạn thân sau này không trả tiền trị liệu cho Cha Yang nữa. Nếu Sun Kyung biết Cha Yang là cô con gái ruột mình đã vứt bỏ 9 năm trước, liệu bà ta có hối hận không? He Cheong đã trực tiếp gọi điện thoại cho chồng, bảo chồng ngừng trả phí trị liệu cho Cha Yang. Bà ta sợ sau khi Cha Yang tỉnh lại sẽ giành mất Sung Tan. Những lời này đã bị Sung Tan ở một bên nghe rất rõ ràng. Sung Tan tức giận muốn rời khỏi ngôi nhà mà cậu không thích này. He Cheong trực tiếp nhốt Sung Tan dưới tầng hầm. Sung Tan nhìn căn phòng treo đầy ảnh của Ki Huynh, trong lòng vô cùng sợ hãi, dẫn đến Sung Tan tinh thần rối loạn nên đã nhớ lại cảnh tượng Cha Yang bị thương. Cậu liều mạng vũng vẫy nên đã bị một kệ đồ đổ xuống làm cho ngất đi. Bác sĩ nói với họ rằng cơ thể Sung Tan không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu đã bị mất hết tất cả các ký ức. He Cheong vô cùng vui mừng, bởi vì như vậy thì có thể tạo ra một Ki Huynh hoàn toàn mới rồi. Bố chồng nói với Sun Kyung rằng vì chồng bà ta vô năng nên công ty không thể giao cho vợ chồng hai người được, đồng thời còn nói công ty sẽ do đứa cháu là Huynh Song kế thừa. Sun Kyung quỳ xuống van xin nói rằng 9 năm trước để gả qua đây, bà không những vứt bỏ đứa con gái mới sinh, hơn nữa mà còn hứa sau này sẽ không sinh thêm con, cố gắng chăm sóc con gái của vợ trước. Bố chồng nói với bà ta rằng vứt bỏ đứa con của mình, hứa nuôi dưỡng Jin đều là tự bà ta yêu cầu, là cô đã dùng cách này để được gả vào nhà chúng tôi, cô vẫn còn mặt mũi nói ra ư? Đến cả con gái ruột cũng vứt bỏ, cô đến cẩm thú cũng không bằng. Cô nghĩ rằng cô vứt bỏ con gái gả vào nhà tài phiệt thì sau này có thể làm bà chủ của công ty sao? Có tôi ở đây thì cô đừng nằm mơ. Sun Kyung cũng trực tiếp dùng chiêu cuối, nói rằng chồng của bà vẫn chưa biết chuyện mẹ mình tự sát nhỉ? Đưa một người bình thường vào bệnh viện tâm thần 5 năm rồi ép bà ấy tự sát, chồng của con không biết chuyện này nhỉ? Bố chồng ngạc nhiên nói rằng cô tại sao lại biết những điều này? Sun Kyung nói rằng bố không phải cũng đi điều tra tất cả chuyện của con sao? Con điều tra bố có gì kỳ lạ sao? Nếu như việc này bị chồng con biết, anh ấy sẽ hận bố cả đời nhỉ? Lời nói của Sun Kyung trực tiếp khiến bố chồng tức giận đến mức lên cơn đau tim. Lúc bố chồng đang định uống thuốc thì tay ông run lên, thuốc cũng rơi xuống đất. Sun Kyung trực tiếp nhặt thuốc lên rồi ném nó ra bãi biển. Bà ta biết chỉ khi bố chồng qua đời mới không có ai ngăn cản chồng bà ta lên làm chủ tịch. Ngày hôm sau, mẹ chồng tìm gặp Sun Kyung và hỏi bà ta tại sao lại sửa đổi di chúc chủ tịch, đồng thời còn lấy bản thỏa thuận mà Sun Kyung đã ký đe dọa bà ta lấy di chúc thật ra. Sun Kyung trực tiếp nói mẹ đã gặp chủ tịch ở khách sạn nhỉ, nghe nói mẹ rất nổi tiếng trong giới, vừa gặp chủ tịch 3 tháng thì đã có con, sau đó trực tiếp cướp đi vị trí của vợ cả. Mẹ của chồng con ở bệnh viện tự sát mẹ cũng rất rõ nhỉ, bây giờ chú út là hy vọng cuối cùng của mẹ, nếu như không muốn chú út gặp xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thật thà chút, chuyện gì cũng đừng nên nói ra. Cứ như vậy chồng của Sun Kyung đã ngồi lên được chức chủ tịch, bà ta cũng như ước nguyện trở thành phó chủ tịch, trở thành bà chủ của công ty. 10 năm đã trôi qua, Cha Yang bị mẹ vứt bỏ cũng đã lên cấp 3. Hôm đó cô đang bán bài thi thử cho kỳ thi sắp tới cho các bạn cùng lớp để kiếm tiền học phí, nhưng tất cả những điều này đã bị con gái nuôi của Sun Kyung là Jin nhìn thấy. Thì ra Cha Yang và Jin là bạn cùng lớp, nhưng lúc nào thành tích của Cha Yang đều tốt hơn Jin. Cô ghen ghét Cha Yang nên đã tố cáo Cha Yang với thầy giáo.
giáo, giáo viên cũng tìm thấy bài thi trong túi của Cha Young. Cha Young cũng biết Jin đã dùng tiền mua chuộc tất cả các bạn học để Cha Young một mình nhận trách nhiệm này. Cha Young tìm Jin hỏi cô ta, cậu nhìn thấy tôi trộm đề thi không? Một cô công chúa bỏ cả tiền triệu để đi học thêm như cậu, nhưng mỗi lần thua một cô gái nghèo như tôi lại dùng cách này để trả thù tôi sao? Jin trực tiếp thừa nhận việc cô ta đã tố cáo cô, còn nói rằng không phải cậu thiếu tiền sao? Tôi có, rồi có cô ta trực tiếp ném tiền lên mặt Cha Young. Cha Young tức giận tát lên mặt của Jin. Hai người bắt đầu đánh nhau. Sun Kyung lập tức chất vấn Cha Young tại sao lại đánh con gái của bà ta. Cha Young nói rằng cô ta đã hối lộ các bạn cùng lớp để buộc tội cháu ăn cắp bài kiểm tra, hơn nữa còn xúc phạm cháu trước. Jin vội vàng đến chỗ Sun Kyung và giục bà ta nhanh chóng rời đi. Sun Kyung trong lòng cũng biết những chuyện này là sự thật. Bà ta trực tiếp lấy tiền ra và nói với Cha Young rằng chắc chắn có sự hiểu lầm, đồng thời còn cảnh cáo cô lần sau đừng có đụng vào con gái bà ta nữa. Cha Young nói với Sun Kyung rằng tiền không thể giải quyết được mọi vấn đề, rồi trả lại tiền cho Sun Kyung. Bà của Cha Young biết mình bị bệnh nan y, thời gian của bà cũng không còn nhiều. Vì cháu gái, bà chỉ có thể tìm Sun Kyung, người đã bỏ rơi cháu gái mình suốt 19 năm. Bà ấy nói với Sun Kyung mình đã giúp bà ta nuôi dưỡng con gái suốt 19 năm. Bà hy vọng Sun Kyung sẽ làm tròn trách nhiệm của mẹ tự mình nuôi nấng Cha Young. Sun Kyung nói với bà rằng, bà cho rằng tôi có lòng mẹ sao? Nếu có tôi đã không bỏ rơi con mình 19 năm trước. Hơn nữa, bây giờ bà ta có gia đình, có địa vị như hôm nay, bà ta sẽ không vì bất cứ điều gì mà vứt bỏ những gì mà mình có. Bà của Cha Young khẩn cầu Sun Kyung, nó là con gái do cô sinh ra đấy. Bây giờ bà không biết khi nào mình sẽ chết, bà không thể bỏ mặc một mình Cha Young ở trên đời được. Sun Kyung nói với bà rằng, nếu bà cần tiền thì có thể đến gặp tôi. Bà cũng biết rằng tiền bạc quan trọng hơn huyết thống và tình thân nhiều. Nói xong, bà ta liền quay đầu rời đi. Bà của Cha Young tức giận trực tiếp đánh nhanh với Sun Kyung và nói rằng, cho dù hôm nay tôi có chết cũng sẽ không tha cho một con cầm thú như cô. Sun Kyung trực tiếp đẩy bà nội của Cha Young xuống đất, không hề quay đầu mà rời đi. Bà của Cha Young vì bệnh tình tát phát nên đã trực tiếp ngất xỉu. Bởi vì được người khác phát hiện quá trễ nên bà chưa được đưa đến bệnh viện thì đã qua đời. Sun Kyung tìm gặp thám tử Tư, lấy được mọi thông tin về Cha Young, nhưng lại được biết bà của Cha Young đã qua đời. Bà ta còn chưa xem ảnh của và thông tin của Cha Young thì đã đem chúng xé đi. Sau cái chết của bà Cha Young, bà ta nghĩ sẽ không còn ai biết bí mật này nữa. Mà Cha Young khi sắp xếp đồ đạc của bà thì cô phát hiện ra đoạn ghi âm mà bà cô để lại. Đó chính là nội dung đoạn hội thoại giữa bà và Sun Kyung. Cô biết người nói chuyện với bà nội chính là mẹ ruột của mình. Cô còn tìm thấy ảnh và thông tin liên lạc của Sun Kyung trong ngăn kéo. Lúc này, Cha Young không thể tin được Sun Kyung chính là mẹ ruột của mình. Cô một mình đi tìm Sun Kyung. Cô hỏi Sun Kyung có biết bà nội của cô không? Sun Kyung nói với cô sao bà ta có thể quen bà của cô được, đồng thời bảo cô nhanh chóng rời đi, bà ta không muốn nhìn thấy cô nữa. Cha Young tức giận định bỏ đi thì bị mẹ chồng của Sun Kyung ngăn lại, nói rằng áo quần của cháu đã bị mưa làm cho ướt sũng, thay một bộ đã rồi rời đi, nếu không sẽ bị cảm đó. Cha Young vừa thay xong áo quần định rời đi thì lại bị Sun Kyung chặn lại. Bà ta nói rằng chiếc nhẫn bà ta mới mua vừa đặt trên bàn đột nhiên không thấy nữa. Người làm của tôi đều nói không thấy, chỉ có cô đến đây làm khách, vì vậy tôi mới hỏi cô. Jin nói, để chứng minh mình vô tội, chiếc túi của cậu có thể xem một chút không? Cha Young trực tiếp đưa túi của mình cho Jin. Jin lập tức lấy quần áo ra, nếu không gì ngoài ý muốn thì chiếc nhẫn nhất định ở bên trong. Cha Young vội vàng lắc đầu nói mình không có trộm chiếc nhẫn kim cương. Sun Kyung nói rằng nếu đã tìm ra thì chúng tôi sẽ giúp cô giấu chuyện này. Tôi chấp nhận điều tra để chứng minh trong sạch của mình. Lúc này, bố của Jin nói rằng nếu cháu không lấy thì chú tin cháu, đồng thời còn xin lỗi Cha Young rồi bảo cô trở về. Sun Kyung còn khiêu khích nói, với lòng tự tôn của cô, nhất định không thể chịu đựng được nhỉ. Tôi chỉ sợ cô bởi vì nhất thời tham mê vật chất nên mới làm vậy. Đừng quá tự trách, ai cũng có sai lầm cả. Cha Young thất vọng đi ở trên đường, cô không thể tin được mẹ ruột của mình lại là người như vậy. Sun Kyung vì giúp Win Tae phủi sạch tội lỗi đã tìm đến Heya, còn tặng cho cô ta quà sinh nhật. Heya khiêu khích nói rằng, bà cũng là một người phụ nữ không có lòng tự tôn, muốn ly hôn nhưng không dám, sợ sẽ mất hết tất cả, thật sự đáng thương quá. Sun Kyung hất thẳng ly rượu vào mặt Heya. Heya khiêu khích nói rằng nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu, theo trình tự đến đi. Sun Kyung trực tiếp tát cô ta một tát. Heya chào phúng nói rằng cách này quá lỗi thời rồi. Sau đó, Sun Kyung lại liên tiếp cho cô ta mấy tát. Bà ta đưa cho Heya 300 triệu lương từ chức. Heya nói rằng, bà cho rằng tôi chỉ là một nhân vật đơn giản sao? Bà xem thường tôi quá rồi. Sau đó, lấy điện thoại ra đưa cho Sun Kyung xem, nói rằng, nếu những tấm ảnh này bị lộ ra ngoài, cổ phiếu của tập đoàn Lee có sụp đổ không? Sun Kyung khi nghe Heya muốn động vào công ty mà mình vất vả lắm mới có được trực tiếp cầm chai rượu đến gần Heya. Sun Kyung nói, cô có tin tôi sẽ cắt lưỡi của cô không? Dọa cho Heya sợ hãi nói bản thân không dám nữa. Sun Kyung nói tại sao muốn khiêu khích một người muốn yên ổn, rồi trực tiếp cho cô ta một nhát. Cô không phải thích lên tin tức à? Nhân viên công ty nhà họ Lee tống tiền chủ tịch âm mưu sát hại chủ tịch khi vụ tống tiền thất bại. Tin tức này đã đủ bùng nổ chưa? Đủ cho cô ngồi tù cả đời rồi nhỉ? Dọa cho Heya trực tiếp bỏ chạy. Bà nội Cha Young vì để nuôi cô ấy đã nợ rất nhiều, dẫn đến nôi nhà cũng bị niêm phong. Cho dù như vậy, Cha Young cũng không thèm dùng đến 1 tỷ mà Sun Kyung đưa. Số tiền này được quyên góp trực tiếp cho tổ chức từ thiện. Cha Young thề sẽ khiến Sun Kyung phải nhận hình phạt thích đáng. Người tiếp theo Sun Kyung phải đối phó chính là mẹ chồng. Bà ta tìm người đưa mẹ chồng vào bệnh viện tâm thần. Sun Kyung nhặt chiếc túi mẹ chồng để lại, lấy ra tấm ảnh lúc nhỏ mẹ chồng cõng Cha Young.
Sun Kyung đến bệnh viện tâm thần, mẹ chồng cầu xin bà ta giúp bà chứng minh rằng mình bình thường để họ thả bà ra ngoài. Sun Kyung nói tại sao bà lại phải làm những việc nhàm chán này, ai mà không có quá khứ tồi tệ chứ. Bà không nên chọc vào một người sớm đã quên đi quá khứ và đang sống một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ chồng nói, nếu nói vậy cô chính là người đã hại chết chồng của tôi. Cô là đồ độc ác bỏ rơi con gái của mình, nói dối để gả cho Hyun Tae. Sun Kyung cười nói, chúng ta không phải là cùng một loại người sao, bà cứ ở đây tận hưởng đi. Tôi sẽ dựa vào tình trạng của bà để quyết định khi nào bà có thể về nhà. Cứ như vậy, Sun Kyung đã khiến mẹ chồng thành bệnh nhân tâm thần, mà Cha Yang không có nhà để về đã gặp ông nội của Ki Hyun. Cô ấy không ngờ việc nhỏ mà mình làm trước đây đã có hồi báo tốt đẹp như vậy. Ông nội của Ki Hyun đã giúp Cha Yang lấy lại nhà. Cha Yang vì để trả thù nên chuẩn bị phỏng vấn công ty của Sun Kyung. Sau một vòng phỏng vấn, cô ấy đã vượt qua cuộc phỏng vấn với vị trí dẫn đầu. Cuối cùng Sun Kyung trực tiếp nói rằng Cha Yang không đạt tiêu chuẩn. Khi biết mình bị từ chối, Cha Yang đã đến gặp Sun Kyung và xin lỗi bà ta vì trước đây đã từng mạo phạm bà ta. Sun Kyung trực tiếp từ chối, bảo cô ấy nhanh chóng rời đi. Cha Yang gặp Ki Hyun vừa trở về Trung Quốc trong trung tâm thương mại. Hai người trùng phùng sau nhiều năm không gặp, họ vẫn chưa biết họ từng là bạn tốt ở cô nhi viện, mà tất cả đã bị Jin nhìn thấy. Khi còn đi học, điểm của Jin lúc nào cũng thấp hơn cô ấy. Bây giờ còn cùng với chồng sắp cưới của mình nói chuyện, cô ta quyết định nhất định sẽ để cho Cha Yang trả giá đắt. Cô ta tìm mẹ để cho Cha Yang vượt qua cuộc phỏng vấn để gia nhập công ty. Cô ta nói với mẹ mình đã không còn là Jin của 6 năm trước nữa, bản thân mình có lòng tin đối phó Cha Yang. Mẹ chồng của Sun Kyung tình cờ gặp Cha Yang ở chợ rau. Mặc dù bà mẹ chồng bây giờ bị mắc chứng Alzheimer, nhưng bà vẫn có ấn tượng sâu sắc về Cha Yang. Hai người hẹn nhau cùng nhau đi ăn tối. Mẹ chồng lại nhìn thấy Sun Kyung đang ăn cùng mẹ của Ki Hyun. Bà tức giận lấy đồ ăn hất vào người Sun Kyung, làm cho hiện trường rất ngại ngùng. Sun Kyung vì thông gia ở bên nên không thể tức giận, chỉ có thể giả vờ một bộ dạng ngoan hiền, nhưng lại nhận được nước miếng của mẹ chồng. Mẹ chồng nói, cô cho rằng tôi không biết cô đang diễn sao, thật là đạo đức giả. Sun Kyung biết ở đây lâu không thích hợp ở lâu, nên nhanh chóng lôi mẹ chồng rời đi, nếu không không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Về đến nhà, Sun Kyung tạt gáo nước lạnh vào người mẹ chồng. Bà ta cảnh cáo mẹ chồng, nếu không phải Hyun Ung trở về, bản thân sớm đã tống bà vào viện dưỡng lão. Bảo bà tỉnh táo lại, nếu không mình thực sự sẽ đưa bà vào viện dưỡng lão. Mẹ chồng Sun Kyung dường như không muốn từ bỏ việc gây rắc rối cho Sun Kyung. Bà đến trung tâm mua sắm để tìm Sun Kyung. Ở nhà vệ sinh, sau khi rửa tay xong thì bà dùng áo của người khác để lau tay. Người phụ nữ nói rằng ở trung tâm thương mại sao lại có một người già mắc bệnh Alzheimer. Mẹ chồng nghe xong thì mất bình tĩnh, túm lấy tóc người phụ nữ, dám nói tôi mắc bệnh Alzheimer, cô nói lại thử xem. Hai người đánh nhau bị Cha Yang đang đi làm nhìn thấy, cô vội vàng đến ngăn cản. Cha Yang thay mẹ chồng của Sun Kyung xin lỗi. Người phụ nữ hỏi cô có phải người giám hộ của bà ấy không. Cha Yang gật đầu thì trực tiếp bị đánh cho một tát. Cô ta phẫn nộ nói rằng cô có còn là người không, sao có thể để một bà già mắc bệnh ở một mình. Đúng lúc bị Sun Kyung nhìn thấy, bà ta bảo cô đưa mẹ chồng của mình đi. Lần này bà ta không nhịn được nữa, trực tiếp đưa mẹ chồng đến viện dưỡng lão. May mà Hyun Ung đuổi đến kịp cản lại. Sun Kyung nói bà ấy ở nhà muốn làm gì thì làm, bây giờ bà ấy đang làm loạn ở trung tâm mua sắm của chị. Nếu như em vẫn không tìm được người chăm sóc bà ấy, chị chỉ có thể đưa bà ấy vào viện dưỡng lão. Hyun Ung cảnh cáo Sun Kyung đừng làm chuyện gì quá đáng với mẹ của tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho chị. Hyun Ung đón mẹ đi để lại Cha Yang, mà Sun Kyung cũng chút hết cơn giận lên người Cha Yang rồi để cô ấy ở lại một mình rời đi. Cha Yang dùng đồng tiền cuối cùng của mình cuối cùng cũng gọi được một cuộc điện thoại. Người nghe là Ki Hyun, cô cầu xin Ki Hyun đến đón mình, bởi vì trên người mình không có tiền cũng không có điện thoại. Ki Hyun đón Cha Yang cùng trở về phòng làm việc nhưng lại bị Jin nhìn thấy. Cô ta hỏi sao hai người lại về cùng với nhau. Ki Hyun nói rằng họ ra ngoài bàn công việc. Cha Yang cảm ơn Ki Hyun rồi nhanh chóng rời đi. Jin vội đuổi theo Cha Yang, cảnh cáo cô không được đến gần Ki Hyun nữa. Hai người không phải người cùng một thế giới. Ngày hôm sau, công ty phát đồng phục làm việc. Bởi vì Cha Yang không ở đây, nên tổ trưởng đã nhờ Jin đưa cho Cha Yang. Jin gọi điện thoại cho Cha Yang nói rằng hôm nay công ty mở tiệc cần chúng ta mặc đồ dạ hội đến tham gia. Cha Yang mặc váy đỏ đến sự kiện nhưng lại phát hiện những người khác đều mặc đồng phục, chỉ có bản thân mình khác với người khác. Sun Kyung đi tới nhìn thấy Cha Yang không giống với người khác, bèn hỏi Jin rốt cuộc đây là chuyện gì. Tổ trưởng hỏi Jin, Jin không đưa đồng phục cho cô sao? Jin nói rằng tôi rõ ràng đã đưa cho cô rồi, kích thước cũng đã xác nhận rồi. Sun Kyung trực tiếp đổ một ly rượu lên người Cha Yang, bảo cô ấy nhanh chóng thay bộ quần áo thấp kém này đi. Cha Yang vừa thay đồ xong thì nghe thấy dì Lao Công ở bên cạnh nói, ai lại vứt quần áo mới mà chưa mặc thế này. Cha Yang lập tức tới xem, tên ở bên trên chính là của mình. Cha Yang trực tiếp hỏi Jin, với tính cách của cô thì sẽ không phải loại người như thế này đâu nhỉ. Jin nói, việc ác hơn thế này tôi cũng có thể làm ra được. Cha Yang nói, hai mẹ con các người đều hận tôi như vậy sao? Việc bẩn thỉu xấu xa nào cũng có thể làm ra. Jin lập tức cho cô một tát nói, không cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi. Cha Yang nói rằng, nếu cô đã tuyên chiến với tôi thì tôi chỉ có thể ứng chiến. Cô có thứ để cô bảo vệ, còn tôi thì khác, tôi cái gì cũng không có. Rồi trực tiếp trả lại cho Jin một tát, nhưng lại bị Sun Kyung đẩy cửa ra nhìn thấy. Sun Kyung trực tiếp nói với Cha Yang rằng cô đã bị sa thải. Cha Yang nói rằng, xin chủ tịch công tư phân minh, bà xem, Jin cũng đã thừa nhận chuyện đã giấu áo quần của tôi rồi. Sun Kyung nói, Jin là con gái của tôi, còn cô chỉ là một kẻ bần tiện, lập tức cuốn gói cho tôi. Sun Kyung ở trong xe an ủi Jin. Jin khóc lóc nói cô ta thực sự bất tài, mỗi lần đều không thắng nổi Cha Yang. Sun Kyung nói với cô ta, đừng vì một người con gái hạ tiện mà làm con mất đi tự tin, con phải tin rằng bạn mạnh hơn bất cứ ai khác. Bên cạnh con còn có mẹ, đừng yếu đuối nữa, có biết chưa?
Ngày hôm sau, một điều bất ngờ đã xảy ra với cả gia đình của họ. Chú nhỏ Huyên Ung đã mời Cha Yang đến nhà chăm sóc mẹ của anh. Huyên Ung nói với họ rằng từ nay Cha Yang sẽ sống trong ngôi nhà này. Sun Kyung nói, cậu sao chưa có sự đồng ý của chúng tôi, đã đưa một người lạ về nhà. Huyên Ung nói, tôi quen cô ấy, chị quen cô ấy, Jin cũng quen, mẹ tôi cũng quen. Vừa hay chị vừa sa thải cô ấy rồi, giờ tôi mời cô ấy về làm người chăm sóc mẹ tôi thì sao? Nếu các người nhìn không thuận mắt các người cũng có thể dọn ra ngoài. Vì Sun Kyung luôn can thiệp nên Huyên Ung mãi không tìm được người chăm sóc. Bây giờ tốt rồi, tự lấy đá chọi vào chân mình. Huyên Ung vừa đi công tác trở về thấy Cha Yang đang phát tờ rơi để tìm mẹ của mình, không những không trách cô mà còn giúp cô trở về công ty đi làm. Cha Yang nói chưa tìm được mẹ của anh thì sao tôi có thể đi làm được. Huyên Ung nói chuyện của mẹ tôi do tôi mà ra, cô làm những chuyện này là tốt lắm rồi. Giả sử chuyện mẹ tôi mất tích là do chị dâu tôi nhúng tay vào, bà ta làm cho mẹ chồng đi lạc, sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, đây há chẳng phải là nhất tiễn xong điều à. Cha Yang nói rằng anh sao lại có thể nghĩ người nhà của mình như vậy. Huyên Ung nói rằng muốn điều tra rõ ràng vậy chúng ta cứ chờ xem. Ngày hôm sau, Jin dùng thủ đoạn để lừa Cha Yang tham dự lễ đính hôn của cô ta với Ki Huyên, còn ở trước mặt bố mẹ của Ki Huyên cầu xin Cha Yang nhất định phải chứng kiến hạnh phúc của cô ta, bởi vì tôi chỉ có một người bạn là cô, còn để cô ấy mặc chiếc váy phù dâu mà cô ta đã chuẩn bị. Những vết sẹo khắp cơ thể khiến Cha Yang rất xấu hổ. Ki Huyên không nhìn nổi nữa bảo cô cởi bộ đồ này ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. He Cheong nhìn thấy con trai bị bắt nạt liền tiến tới cho Cha Yang một tát. Ông nội của Ki Huyên nhìn không nổi nữa nên đã đập hết đồ trong tiệc đính hôn. Buổi tối, Jin đến nhà Cha Yang, thuận tay còn trộm đi tín vật định tình mà 15 năm trước Ki Huyên đã tặng cho Cha Yang. Jin nói với Cha Yang rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ta, một người là mẹ của cô ta, người còn lại là Ki Huyên. Cô nếu dám đụng vào hai người họ tôi sẽ không từ thủ đoạn giành lại. Sau này chúng ta hợp tác tốt ở công ty nhé. Ngày hôm sau, Cha Yang phát hiện hộp nhạc của mình đã bị mất nên đã tìm Jin, nói rằng nhà của tôi hôm qua chỉ có một mình cô đến. Jin nói tôi nhiều tiền như vậy còn cái lấy đồ của cô sao? Cô quỳ xuống cầu xin Jin trả lại cho mình. Nếu không có chiếc hộp nhạc đó, tôi và anh ấy sẽ không thể nhận ra nhau. Tôi nhất định phải trả lại cho anh ấy. Jin hỏi cô rằng người đó rất quan trọng sao? Anh ấy là ai? Cha Yang nói, tôi nói cho cô biết cô sẽ trả lại đồ cho tôi sao? Cô nói là ai đi rồi tôi sẽ trả cho cô. Cha Yang nói với cô ta, 15 năm trước một anh trai mà tôi quen ở cô nhi viện đã tạm thời bỏ đồ của anh ấy ở chỗ tôi. Bởi vì hỏa hoạn nên chúng tôi cũng mất liên lạc. Chiếc hộp nhạc đó là di vật do mẹ của Tae Sung để lại. Jin nói rằng, để tôi từ từ nhớ lại xem tôi có lấy đồ của cô không. Tôi nhớ không rõ nữa. Vừa chuẩn bị đuổi theo Jin thì Cha Yang đột nhiên nhận được điện thoại, có người nói với cô rằng họ đã nhìn thấy người trên tờ thông báo tìm người mất tích. Cô đang định báo tin vui cho Huyên Ung thì bị Sun Kyung giật lấy điện thoại. Cha Yang nói có người đã nhìn thấy bị người khác đón đi, tôi bây giờ phải đi gặp anh ấy. Sun Kyung ép Cha Yang đưa bà ta đi cùng, đồng thời ném điện thoại của Cha Yang đi. Người đàn ông đưa bức ảnh từ công viên giải trí cho Cha Yang xem, xác nhận đó là mẹ chồng của Sun Kyung. Cha Yang nhờ anh ta ngày mai đến đồn cảnh sát giúp chứng minh mẹ chồng bị người ta bắt đi, nhưng họ vừa đi thì Sun Kyung đã một mình đến tìm nhân chứng đó, đồng thời còn mua lại chiếc điện thoại trong tay anh ta với giá cao. Còn bảo anh ta đừng kể chuyện này ra ngoài. Sun Kyung lập tức gọi điện cho bệnh viện tâm thần và yêu cầu họ tăng liều lượng thuốc, nhưng lại được họ thông báo rằng mẹ chồng đã mắc chứng Alzheimer giai đoạn nặng, bây giờ đến người cũng không nhận ra được. Cha Yang nói cho Huyên Ung biết đã tìm thấy nhân chứng. Nhân chứng nói với anh rằng anh ta đã bị mất điện thoại và không muốn làm chứng nữa. Huyên Ung tìm Sun Kyung và hỏi bà ta đã giấu mẹ mình ở đâu. Bà dùng tiền mua lại chứng cứ của người làm chứng rồi đi tiêu hủy, đây là việc người làm sao? Sun Kyung thừa nhận chính mình đã mua chứng cứ, nhưng chẳng qua tôi chỉ muốn tìm càng nhiều tin để tìm mẹ chồng. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải, chú nhỏ. Tôi vừa điều tra được mẹ chồng ở chỗ này. Người vừa nghe điện thoại chính là mẹ chồng. Khi Huyên Ung và Cha Yang chạy tới, họ phát hiện ra rằng mẹ anh không còn nhớ gì cả, thậm chí bà còn không biết con trai mình là ai, không muốn rời đi. Mà Jin cũng đã điều tra ra cô bé trong vụ hỏa hoạn đó là Cha Yang, mà bé trai kia chính là Ki Huyên đã mất trí nhớ. Khi Cha Yang đang bán đồ trong trung tâm thương mại, cô đã bị đồng nghiệp cũ gài bẫy. Cô ta lặng lẽ nhét chiếc vòng cổ vào trong túi của Cha Yang. Một lúc sau, phu nhân bị mất chiếc vòng cổ đã trực tiếp tìm đến Cha Yang, bảo cô ấy giao chiếc vòng ra, gọi người phụ trách cao nhất ở đây của các người đến đây cho tôi. Sun Kyung đi tới và nói sẽ cho bà ta một lời giải thích thỏa đáng. Bà ta trực tiếp đưa Cha Yang đến phòng thay đồ, bảo nhân viên lột đồ của Cha Yang để xem có sợi dây chuyền không. Không ngoài dự đoán thì chắc chắn trên người của Cha Yang. Jin đến phòng giám sát phát hiện thì ra có người hãm hại Cha Yang. Cô ta bảo người phụ trách tiêu hủy đoạn video và gửi cho cô ta. Buổi tối Ki Huyên đến phòng giám sát thì được báo là hệ thống giám sát ở đó đã bị hỏng. Huyên Ung vì Cha Yang đã hứa với Sun Kyung rằng nếu chuyện như thế này xảy ra lần nữa, anh ấy sẽ rời công ty cùng cô. Xin bà ta tin Cha Yang thêm một lần nữa. Sun Kyung vui vẻ đồng ý. Jin đến văn phòng của mẹ biết rằng Cha Yang không bị sa thải vì tội ăn trộm. Cô ta rất tức giận hỏi mẹ Cha Yang nên bị sa thải không. Sun Kyung nói đây là việc cuối cùng chú nhỏ của con yêu cầu mẹ làm. Jin nói rằng con không quan tâm, mẹ nhất định phải đuổi cô ta cho con. Lúc này Cha Yang đến văn phòng của Sun Kyung để nộp đơn từ chức, nhưng nghe thấy Jin nói với mẹ cô ta rằng Cha Yang chính là cô gái 15 năm trước khiến Ki Huyên vì cô mà chấp nhận làm con nuôi, chấp nhận xin tiền bác lớn của cô ta cho Cha Yang trị bỏng. Cha Yang nghe xong thì sụp đổ. Bạn tốt 15 năm trước đang ở bên cạnh mình nhưng cô lại không nhận ra. Jin từ văn phòng làm việc của mẹ phát hiện ra thư từ chức của Cha Yang. Cô ta lập tức tìm Cha Yang cầu xin cô tiếp tục giấu kín chuyện này. Ki Huyên đã mất đi ký ức hồi nhỏ, anh ấy cái gì cũng không biết. Hơn nữa, mẹ của Ki Huyên cũng sẽ không chịu nổi việc anh ấy trở
trở lại làm Tae-sung. Cha Young nói rằng tôi phải nhận lại anh ấy, bất kể anh ấy là Ki-hyun hay là Tae-sung. Cô cho rằng Ki-hyun khôi phục trí nhớ, anh ấy sẽ vui sao? Ki-hyun là người sẽ tiếp quản tập đoàn Hangang trong tương lai, khiến cho anh ấy mất đi bố mẹ và ông nội đã nuôi dưỡng anh ấy 15 năm. Anh ấy sẽ trở nên bất hạnh. Hơn nữa, anh ấy vì cứu cô mới được nhận nuôi. Cô nhẫn tâm sao? Chỉ khi cô ra đi mới là cách tốt nhất để trả ơn anh ấy. Jin nói xong thì gọi điện thoại cho mẹ của Ki-hyun, nói mọi chuyện cho mẹ của anh ấy. Mẹ của Ki-hyun đã tới quậy tanh bành nhà của Cha Young. He Cheong nói cô nghĩ nói hết mọi chuyện cho Ki-hyun, Ki-hyun sẽ về lại bên cạnh cô sao? Bà ta trực tiếp cho Cha Young một trận. Ki-hyun đuổi đến và tức giận mắng mẹ. Cha Young đã làm sai cái gì? Tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy một cách tàn nhẫn như vậy? Là con tự mình thích cô ấy, cũng là do con cam tâm tình nguyện. Người mẹ lấy ra 65 viên thuốc ngủ và uy hiếp Ki-hyun, bảo Ki-hyun lựa chọn rời đi cùng mẹ hay ở lại cùng Cha Young. Cha Young quỳ xuống nhận sai trước mặt bà ta, còn nói rằng mình sẽ rời đi. Ở bên kia, Hyun-ung nhờ thám tử Tư điều tra ra Sun Ki-hyun đã sinh ra một đứa trẻ cách đây 25 năm, đồng thời còn nhờ thám tử Tư nhất định phải tìm đứa bé ra cho anh. Mà lúc này, mẹ của Hyun-ung được đón về ở nhà của Cha Young, đã nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của cô, bà lập tức chạy về nhà lấy những bức ảnh mà bà đã điều tra Sun Ki-hyun ra. Tôi thực sự có chút nghi ngờ, bà ấy đang giả vờ mắc bệnh Alzheimer. Hôm nay bà phải ngả bài với con dâu. Bà lấy bức ảnh con gái bị con dâu vứt bỏ 25 năm trước ra. Bà hỏi cô có phải vì cái này nên mới tống tôi vào bệnh viện tâm thần không? Nhưng tôi đặc biệt để lại một tấm rồi. Mẹ chồng tức giận mắng Sun Ki-hyun vì cuộc sống giàu sang mà bỏ rơi đứa con gái mới sinh ra. Sun Ki-hyun nói rằng vứt bỏ con cái chúng ta không phải đều giống nhau sao? Mẹ chồng nói với bà ta rằng tôi không giống với cô. Hyun Tae chồng của cô là con trai ruột của tôi. Sun Ki-hyun hừ lạnh nói bà đang viết tiểu thuyết à? Mẹ chồng nói rằng nếu cô không tin thì có thể đi xét nghiệm ADN. Khi tôi sinh Hyun Tae thì tôi chưa tròn 18 tuổi, bởi vì quá nhỏ nên không có cách nào nuôi dưỡng, chỉ có thể giao cho người khác nuôi dưỡng, mà người đó chính là bố chồng của cô. Vì vậy tôi mới cố hết sức mê hoặc bố chồng của cô để trở về cái nhà này. Tôi đến bây giờ vẫn chưa dám nói cho Hyun Tae, tôi sợ nó biết tôi vì được ở trong cái nhà này mà đã đuổi người mẹ đã nuôi nấng nó suốt 20 năm. Tôi đã phải chịu nổi đau không có cách nào nhận lại con. Bây giờ đến lượt cô cũng nên đi tìm con gái và hối lỗi với nó đi. Cô cũng không cần tìm, tôi biết nó ở đâu, nếu cần thì tôi nói cho cô biết. Cô cứ an phận mà rời khỏi cái nhà này đi. Một người phụ nữ độc ác như cô ở bên cạnh Hyun Tae nhà tôi quá khủng bố rồi. Sun Ki-hyun nói bây giờ sẽ không có ai tin những lời một bà già mắc chứng mất trí nhớ như bà đâu. Vậy bây giờ để tôi gọi điện cho Hyun Tae cô xem nó có tin không. Sun Ki-hyun giật lấy điện thoại rồi ném đi. Bà ta dùng chiêu cuối làm vỡ ấm sứ rồi nhặt lên, rồi bà ta tự cứa mình một nhát. Bà ta đưa mảnh thủy tinh vào tay mẹ chồng. Lúc này, Hyun Tae chạy tới thì phát hiện vợ mình bị thương, ông tưởng là người mẹ mắc bệnh Alzheimer của mình làm. Sun Ki-hyun nói rằng đừng nổi giận với mẹ chồng, bà ấy sẽ sợ. Ông không nói gì mà lập tức đưa Sun Ki-hyun đến bệnh viện. Mẹ chồng vội vàng đuổi theo, trong miệng còn luôn nói mình có chuyện muốn nói với Hyun Tae. Bà muốn nói với ông ấy chân tướng, bà không đuổi kịp Hyun Tae mà lại bị một chiếc ô tô lao tới tông ngã xuống đất. Trước khi chết, bà đã gặp đứa con trai út Hyun-ung. Bà nhờ Hyun-ung nói với anh trai mẹ thật sự có lỗi với nó, rồi rời khỏi thế gian này. Ở bên này, bởi vì gặp một trận hỏa hoạn nên Ki-hyun đã nhớ lại những ký ức của 15 năm trước. Anh đến tìm Cha Young sắp ra nước ngoài, xin lỗi cô vì đến bây giờ mình mới khôi phục trí nhớ. Hai người ước hẹn sau này sẽ không chia xa, mãi mãi ở bên nhau. Ki-hyun nói với Jin rằng anh đã hồi phục trí nhớ, đồng thời đề nghị hủy hôn với cô ấy. Jin cũng sảng khoái đáp ứng yêu cầu của anh, mà cô ta không chấp nhận được bị Ki-hyun bỏ rơi nên đã uống thuốc ngủ tự sát, nhưng may được Sun Ki-hyun kịp thời phát hiện. Sau khi tỉnh lại, Jin lại chọn cách nhảy lầu tự tử để ép Ki-hyun. Ki-hyun hứa với Jin, tôi sẽ kết thúc với Cha Young, anh sẽ không rời xa em nữa. Hyun-ung cũng điều tra ra Tae-sung 15 năm trước vì để cứu Cha Young bị bỏng nặng mà chấp nhận làm con nuôi của nhà tài phiệt chính là Ki-hyun bây giờ, mà Cha Young chính là cô con gái Sun Ki-hyun bị bỏ rơi 20 năm trước. Còn điều tra ra Sun Ki-hyun lúc đó đang ở gần bố của Ki-hyun. Cha Young đến dự đám cưới của Ki-hyun và Jin. Sun Ki-hyun kéo Cha Young sang một bên, hỏi cô muốn thế nào. Cha Young nói với Sun Ki-hyun rằng cô chỉ muốn nhìn hai người hoàn thành hôn lễ để cô chết tâm không còn lưu luyến nữa. Sun Ki-hyun tìm người đánh Cha Young bất tỉnh rồi bắt cóc cô đi. Cảnh tượng này tình cờ được Hyun-ung nhìn thấy. Anh ấy tìm thấy Sun Ki-hyun và hỏi bà ta đã giấu Cha Young ở đâu. Bà nếu không muốn nhìn thấy hôn lễ của Jin và Ki-hyun bị phá thì lập tức nói cho tôi biết. Sun Ki-hyun nói nếu cậu nỡ làm loạn đám cưới của cháu gái thì cứ làm đi. Hyun-ung nói bố của Ki-hyun bên kia ông ta sắp thành thông gia của bà rồi nhỉ, có cần tôi trực tiếp nói với mọi người quan hệ của hai người không. Sun Ki-hyun sau khi xem bức ảnh thì lập tức thỏa hiệp. Cha Young bị bắt cóc và đưa đến một nhà kho nhỏ, bởi vì tàn thuốc dẫn đến hỏa hoạn bùng lên, Cha Young suýt chút nữa bị chết cháy. May mà Hyun-ung đuổi đến kịp cứu được Cha Young đã hôn mê, mà Jin và Ki-hyun cũng đã thuận lợi hoàn thành đám cưới. Jin vẫn chưa biết mình sẽ gặp phải một bà mẹ chồng khó tính như thế nào. Hyun-ung từ chiếc điện thoại mà mẹ để lại biết nội dung cuộc tranh cãi của Sun Ki-hyun với mẹ ngày hôm đó, còn biết mẹ mình bởi vì đuổi theo chiếc xe của bọn họ nên mới bị tai nạn. Cha Young không thể tin rằng mẹ ruột của cô lại muốn giết cô. Cô thỉnh cầu Hyun-ung giúp cô trả thù. Hyun-ung nói với Cha Young, cô với tôi có chung một kẻ thù, đó là Sun Ki-hyun. Mà Sun Ki-hyun cũng nhờ thám tử Tư tìm hiểu thông tin về con gái ruột của mình. Khi nhìn thấy bức ảnh, bà ta không thể tin được người ở trước mắt bà ta chính là con gái ruột của mình. Làm sao bà ta có thể
thể chấp nhận người bị bà sỉ nhục đánh đập thực chất là con gái ruột của mình, nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ đến còn ở phía sau. Hyun-ung ngay trước mặt cả gia đình giới thiệu vị hôn thê của mình. Khi nhìn thấy người đi ra là Cha Young, Sun Ki-ung gần như ngất đi, trực tiếp sụp đổ. Ki-hyun và Jin cũng rất sốc, chẳng lẽ bọn họ phải gọi Cha Young bằng thím ư? Sun Ki-ung đi tìm Cha Young, lấy vé máy bay và tiền ra yêu cầu cô rời đi. Cô có biết mình đang làm chuyện trái với luân thường đạo lý không? Vì báo thù tôi mà kết hôn với Hyun-ung, việc này cũng quá nực cười rồi. Cha Young nói hai mẹ con sau 25 năm mới nhận nhau mà bà ta lại bắt cô rời khỏi đây sao? Cha Young trực tiếp xé tấm chi phiếu đi rồi nói, bà bất kể là 10 năm trước hay bây giờ đều thích dùng tiền để giải quyết vấn đề nhỉ? Sun Ki-ung nói lúc đầu bản thân vứt bỏ cô là không hề sai, cô không cần phải khinh thường tôi như vậy. Cha Young nói là bà giết chết bà nội ở công viên 10 năm trước, bà quên rồi sao? Sun Ki-ung còn muốn rảo biện nói là bà ấy uy hiếp tôi. Cha Young trực tiếp lấy ra đoạn ghi âm. Sun Ki-ung nói, rốt cuộc cô muốn cái gì? Từ bỏ tất cả những thứ bà không từ thủ đoạn mà lấy được, tôi cũng sẽ từ bỏ việc kết hôn. Sun Ki-ung nói, cô không biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có ngày hôm nay đâu. Hơn nữa, nếu Jin biết chân tướng, con bé sẽ điên mất. Cha Young nói rằng cô ta không phải con gái bà sinh ra, công ơn dưỡng dục đúng là vĩ đại nhỉ. Jin có biết bà không phải mẹ ruột của cô ta không? Sun Ki-ung nói, nếu cô dám nói sự thật với Jin thì chúng ta đều không nên sống trên đời này nữa. Sun Ki-ung bước ra khỏi phòng và nghĩ về chuyện đã xảy ra 25 năm trước. Thì ra ngày Cha Young ra đời, chồng bà ta cũng qua đời. Bà ta để lại cô con gái mới sinh trực tiếp bỏ chạy. Sau đó, bà ta gặp Win Tae đưa theo Jin vừa mới sinh. Cứ như thế, bà ta gả vào nhà hào môn. Để trả thù mẹ ruột, cô con gái bị bà ta bỏ rơi suốt 25 năm đã gả cho chú nhỏ. Mẹ con liền trở thành chị em dâu. Cha Young thuận lợi bước vào nhà Sun Ki-ung, còn rất thuận miệng mà kêu chị dâu. Sun Ki-ung nói với cô ấy rằng cô đang đi ngược luân thường đạo lý. Cha Young nói chị dâu thật buồn cười. Những chuyện bắt cóc giam cầm mà bà làm mới gọi là trái luân thường đạo lý. Hôm đó, Jin đến thăm mẹ, hai người nói cười vui vẻ. Cha Young nhìn thấy mẹ con hai người các người, tôi liền nhớ đến mẹ ruột của mình. Jin tò mò nói, tôi muốn nghe thử câu chuyện về mẹ của cô. Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi khi tôi còn nhỏ để gả vào một gia đình hào môn có một đứa con gái, còn che giấu thân phận của tôi với người khác. Bà ta rất sợ tôi sẽ phá hủy gia đình hiện tại của bà ta. Lời này khiến Sun Ki-ung ở một bên như ngồi trên đống lửa. Cha Young tận hưởng quá trình báo thù này. Nỗi đau nội tâm của Sun Ki-ung lúc này còn đau hơn nhiều so với những gì bà ta phải chịu đựng trong 25 năm qua. Mà Sun Ki-ung càng không ngờ rằng Jin rất hứng thú với chuyện này, bởi vì nỗi đau của Cha Young là niềm vui của cô ta. Lúc này cô ta rất khinh thường mẹ của Cha Young. Dù có nỗi khổ gì thì sao bà ta có thể vứt bỏ con gái ruột của mình như vậy được? Vứt bỏ con gái của mình rồi giả làm con gái nhà lành gả vào nhà đó, lừa gạt chồng, lừa gạt con gái, thậm chí còn lừa gạt chính mình. Tại sao lại có người ra mặt dày đến thế được? Mặc dù bình thường hay bắt nạt Cha Young, nhưng Jin lại rất căm ghét lại chuyện như thế này. Nhưng cô ta cũng cho rằng có một người mẹ như vậy nên bây giờ Cha Young mới đáng khinh đến thế. Đây đều là bà ta tự làm tự chịu. Mà việc này cũng khiến Sun Ki-ung ở một bên không thể ngồi yên được nữa. Mặc dù xung quanh đều là những cười cợt vu khống xúc phạm cô ấy, nhưng vẫn có một ông lão luôn quan tâm đến cô ấy. Nếu cậu dám khiến con bé rơi nước mắt, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu đối xử tốt với con bé một chút, đừng để con bé bị thương. Nhanh chóng giữ được tay của con bé, cùng nhau tiến về phía trước. Jin còn tưởng rằng đã gả cho Ki-hyun thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng mẹ chồng là một người tâm lý méo mó, yêu con hơn cả mạng sống. Dù cô ta ở trước mặt Cha Young thể hiện ân ái đến mấy cũng chỉ là che đậy sự phù phiếm bên trong của mình mà thôi. Lúc này, Sun Ki-ung rốt cuộc cũng biết được ý nghĩ thật sự của Cha Young, nhưng bà vẫn chưa hiểu mục đích của việc này, bởi vì đây đều là Cha Young báo thù bà ta. Trong mắt của bà ta, chỉ có cô con gái không phải mình sinh ra là Jin, chứ không hề có chỗ cho con gái ruột. Bây giờ còn muốn đuổi Cha Young ra khỏi nhà. Nhưng Hyun-ung sao có thể để bà ta được như ước nguyện? Việc xấu mà bà ta làm cả hai đều biết, để bà ta sống trong sợ hãi mỗi ngày có lẽ là cách trả thù tốt nhất đối với bà ta. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Nhà ruột trời mưa liên miên, chuỗi vốn mở rộng trung tâm thương mại của Sun Ki-ung bị đứt đoạn. Bà ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm chủ tịch cầm cố cổ phần của mình. Nào ngờ chủ tịch đã sớm biết được những tổn thất trong trung tâm mua sắm của bà ta, nhưng lão hồ ly xảo quyệt như ông vẫn đồng ý làm. Sau khi về nhà, bà ta còn phải đối diện với con gái ruột gọi bà ta là chị dâu. Điều này khiến bà ta phát điên, mà đây chính là thứ mà Cha Young muốn nhìn thấy. Hay là gọi bà là mẹ của Jin nhỉ? Hay là gọi bà là mẹ nhỉ? Đó là không thể, đúng không? Tôi vẫn nên gọi bà là chị dâu đi. Thật ngại quá, chị dâu. Lúc trước Cha Young rất ghét Jin, nhưng bây giờ mỗi ngày cô ta đều đến nhà, bởi vì bắt Sun Ki-ung chịu đựng sự tra tấn trước mặt Jin cũng là một cách trả thù bà ta. Mà Jin vô cùng háo kỳ với thân phận của Cha Young, không ngừng hỏi cô ấy. Cha Young cũng nói hết sự thật, nhưng cô không nói đến mối quan hệ của mình với Sun Ki-ung. Việc này làm cho Sun Ki-ung vừa bước ra ngoài kiểm tra cảm thấy bất an, liền bảo cô ta về nhà. Nhưng Jin lại cho rằng bà ta muốn đuổi mình, bây giờ đến một nơi để thư giãn cũng không có. Jin đi rồi, cô vui vẻ được rồi đó. Đây chính là sự trả thù độc ác nhất đối với bà ta, mà cô con gái nuôi của bà ta lại kể chuyện này ra kể ở trên bàn ăn. Đứa con ruột của mình thì nhẫn tâm vứt bỏ, còn đứa con không phải mình sinh ra thì tận tâm chăm sóc. Nhưng điều mặt dày hơn nữa, mọi người biết là gì không? Vì sợ Cha Young vạch trần, bà ta đã đưa Cha Young đến một nơi rất xa. Trời ơi! Sao lại có người ích kỷ, mặt dày như vậy chứ? Cuộc nói chuyện giữa con gái cùng bạn thân He Cheong khiến Sun Ki-ung cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể đến nhà vệ sinh điều chỉnh lại cảm xúc. Cô không sao chứ?
bỏ cái tay đó ra. Tôi bảo ông bỏ cái tay đó ra. Huyên Tê kích động khiến mọi người rất ngạc nhiên, ông ấy dường như đã biết điều gì đó, nhưng vì có mặt của con gái và con rể, ông không nói gì cả, bởi vì ông không thể tin tưởng người phụ nữ này nữa. Ở bên này, những cơn nôn mửa thường xuyên khiến Cha Yang không thể không để ý, cô mang thai rồi, hơn nữa, đó là kết tinh tình yêu của một lần điên cuồng ở bên bãi biển hôm đó. Việc này làm cho Cha Yang không biết phải làm thế nào, cô muốn tìm chủ tịch để tìm sự an ủi. Sao vậy, con gà qua đó, sống không tốt sao? Vâng, quá vất vả rồi ạ. Nhưng không phải là vì Cha Yang sống không tốt mà là vì đứa con trong bụng cô ấy nên mang họ gì. Huyên Ung vô tình nhìn thấy những tấm hình siêu âm trong túi của Cha Yang, điều này đã xác nhận suy đoán của anh. Mặc dù bọn họ vì báo thù mà kết hôn giả, nhưng lúc này Huyên Ung sớm đã yêu Cha Yang. Thì ra đây chủ ý của chủ tịch, ông hy vọng Huyên Ung sẽ giúp ông chăm sóc tốt cho cô, vì để không phải uống thuốc đắng mà mẹ chồng đưa tới nữa, Jin đã giả vờ có thai, từ đó lừa mẹ chồng để bà không ép cô uống thuốc nữa. Huyên Tê đưa Han Huy về nhà, ông muốn xem người anh tốt 30 năm này tả vờ trước mặt anh như thế nào. Nhưng dưới ảnh hưởng của rượu, tâm trạng ông dần trở nên kích động, nhưng người anh tốt của ông ấy lại không biết tại sao, chỉ cảm thấy ông ấy đang phát điên. Vợ của tôi. Ông thích vợ của tôi đến vậy sao? Thích vợ tôi đến mức có thể phản bội 30 năm tình bạn của chúng ta sao? Hai người các người chỉ đợi để giết tôi thôi, để giúp con dâu nhanh chóng có thai. Mẹ chồng mỗi ngày đều ép con dâu uống một bát thuốc bổ, bây giờ lại phát hiện là mang thai giả, Jin rất nhanh đã sụp đổ. Ngược lại, Cha Yang mà cô ta ghét lại đang mang thai, và đứa trẻ này rất có khả năng là con của Ki Huyên. Điều này khiến tinh thần của Jin sụp đổ, nhưng bây giờ cô ta phải giấu bí mật này. Như vậy, mẹ chồng sẽ không bắt cô phải uống canh thuốc đắng có mùi khó chịu kia nữa. Đối với người đàn ông không chịu chịu trách nhiệm này, Huyên Ung muốn dạy cho anh ta một bài học, nhưng anh không nói rõ việc Cha Yang mang thai, bởi vì Cha Yang không hy vọng bị người khác biết được. Điều này làm Ki Huyên rất khó hiểu, mà Sun Kyung cũng từ những lời nói rời rạc của con gái mình mà bắt đầu nghi ngờ cái thai trong bụng của Cha Yang có phải là con của Ki Huyên. Bà muốn nghe đáp án như thế nào? Hyun Cha Yang, nếu như đứa trẻ trong bụng Cha Yang là của Ki Huyên thì đây chính cách trả thù ác nhất đối với Sun Kyung. Bà ta sợ suy đoán này sẽ trở thành sự thật, nhưng khi biết tin con gái mình không mang thai, bà ta ngoài ngạc nhiên ra thì còn rất thất vọng. Nhưng cô con gái lại yêu cầu bà ta giữ kín bí mật này. Giả dụ Cha Yang thực sự đã mang thai con của Ki Huyên thì cô ta hoàn toàn không có gì nữa. Hình như tất cả đều đang chứng minh đứa con trong bụng Cha Yang là con của Ki Huyên. Điều này khiến Sun Kyung thấy tim như bị dao cứa, nhưng để đảm bảo cuộc hôn nhân của Jin và khiến mọi chuyện không có sơ hở, bà ta lừa Cha Yang đến bệnh viện muốn phá đứa con ở trong bụng cô ấy. Cho đến bây giờ, trong mắt bà ta chỉ có cô con gái nuôi Jin. Tôi cũng là người, là con gái ruột của bà. Tại sao bà có thể vì Jin mà muốn bỏ đi đứa con trong bụng của tôi chứ? Cầu xin cô từ bỏ đi. Jin từ bỏ không phải được rồi sao? Jin tuyệt đối sẽ không từ bỏ đứa trẻ. Cô từ bỏ đi, tôi xin cô. Tôi sẽ không bỏ nó đi, bất kể là vì ai. Vốn dĩ Cha Yang vẫn có chút ảo tưởng về người mẹ này, nhưng Sun Kyung lúc này triệt để khiến Cha Yang nhận ra bà ta độc ác đến nhường nào. Để bảo vệ con mình, Cha Yang muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi vừa xuống lầu, cô lại gặp phải Huyên Ung đưa theo một đôi giày trẻ em trở về. Điều này khiến cô nhất thời không thể quyết định được. Cùng lúc đó, Jin cũng nhận được điện thoại của bệnh viện, kết quả kiểm tra trước đó đã có, mà tin tức này đã hoàn toàn đẩy cô ta xuống vực sâu. Bây giờ cô vẫn còn trẻ, thiết bị cũng ngày càng phát triển, có thể sẽ giải quyết được việc không mang thai được. Không thể mang thai sao? Vì để hại cô gái, Jin cố ý ngã xuống đất, vì thế cô ta lừa mẹ chồng mình đã bị sảy thai, mà Cha Yang còn tưởng là do mình tạo thành, nhưng rõ ràng chỉ có mẹ của cô biết rõ chuyện này. Jin Ye-in, chỉ còn cách này thôi sao? Vậy còn có cách nào nữa sao hả mẹ? Không cần phải kéo Cha Yang vào chuyện này. Lúc này, Jin thực sự đã kế thừa tính xấu xa của Sun Kyung. Nếu như nói, hai bọn họ không phải mẹ con ruột, chắc chắn có người sẽ không tin. Đối mặt với sự truy hỏi điên cuồng của bà mẹ chồng, Jin đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Cha Yang. Cô ta nói rằng đều vì Cha Yang đẩy cô ta. He Cheong không biết sự thật nên đã đem toàn bộ cơn giận trút lên người Cha Yang. Như vậy khiến Ki Hyung không thể nhìn tiếp được nữa. Mẹ dừng lại đi. Trái tim con sắp nổ tung rồi khi nhìn mẹ thế này. Con thực sự chịu không nổi nữa, sóng gió này chưa qua thì sóng gió khác đã đến. Vì để thay Sun Kyung chịu trách nhiệm về tổn thất nặng nề ở trung tâm mua sắm, ông Huyên Tê đã từ chủ tịch rồi tiến cử Huyên Ung lên thay. Điều này bị Sun Kyung phản đối mạnh mẽ, bởi vì theo bà ta, Huyên Ung không có năng lực này, chỉ có bà ta mới được nhận chức này. Nhưng trong lòng của Huyên Tê đã không còn chút lòng tin đối với người phụ nữ này nữa, mà Huyên Ung cũng đang nắm 20% cổ phần của công ty, mà tất cả đều là mục đích của chủ tịch Yoon khi bảo Huyên Ung thay mình đi tham gia cuộc họp cổ đông, đồng thời cũng là Huyên Tê nhờ ông ấy làm như vậy, bởi vì ông hiểu rõ dã tâm điên cuồng của vợ mình. Nếu giao công ty cho bà ta, phá sản là điều sớm muộn. Nhưng Sun Kyung một lòng chỉ có quyền lực thì sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Huyên Tê. Bà ra ngoài đi, bà cứ ở yên trong cái nhà này là được rồi. Đơn đề nghị ly hôn của Huyên Tê khiến Sun Kyung không kịp chuẩn bị. Mà theo như lời của Huyên nói, một người phụ nữ mưu mô như bà ta sống đến ngày hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Mà Sun Kyung cũng nói ra việc bà ta thích ông Lee. Cứ như thế, hai người cứ thế chọc vào chỗ đau nhất của nhau. Nhìn đứa con gái mình đã bỏ rơi suốt 25 năm, trong lòng Sun Kyung có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhìn những vết bỏng trên người Cha Yang, có lẽ lúc này bà ta sẽ cảm thấy áy náy nhỉ. Nhìn Sun Kyung đang ngủ ở bên cạnh, Cha Yang đột nhiên muốn chạm vào hơi ấm của mẹ mình. Nhưng lúc này Sun Kyung đột nhiên thức giấc, cô cũng muốn biết
tại sao bà ta năm đó lại vứt bỏ mình. Tôi hỏi bà một lần nữa, tại sao năm đó lại vứt bỏ tôi? Chẳng lẽ cô muốn từ chỗ tôi nghe tôi xin lỗi cô sao? Không, cho dù quay trở về năm đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Vẫn sẽ vứt bỏ cô. Cô gái cả khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ, cô ta muốn cô gái này biến mất khỏi thế gian. Nhưng vào giây phút nguy cấp, mẹ của cô ta lại chặn ở phía trước. Nhìn thấy hành động của mẹ, Jin thất vọng rời đi. Jin cả ngày đều nói những lời khiêu khích khiến cho Cha Yang cảm thấy là cô ta đang giả vờ. Cô ta không chỉ giả vờ mang thai rồi sảy thai còn úp cái nồi lên đầu mình, mà Jin không những cảm thấy hổ thẹn mà còn muốn báo thù cô ấy, bởi vì cô ta biết rằng mình không phải con gái ruột của Sun Kyung, Cha Yang mới phải. Vì thế cô ta quyết định báo thù, đồng thời còn lấy mạng sống của mình ra uy hiếp Sun Kyung, bảo bà ta khiến Cha Yang biến khuất mắt cô ta, mà cô ta cũng đang cược Sun Kyung sẽ đối xử như thế nào với con gái ruột của mình. So với hận thù, Cha Yang lựa chọn đứa trẻ ở trong bụng của cô. Sun Kyung không ngờ cô lại ra đi dễ dàng như vậy, nhưng vì để làm cho Cha Yang hoàn toàn biến mất ở trước mặt Jin, bà ta vẫn muốn cô ra nước ngoài. Trong đôi mắt ích kỷ của bà ta chỉ có Jin, trước nay chưa từng có chỗ cho đứa con ruột Cha Yang. Nhưng bây giờ bất luận là Cha Yang muốn đi đâu, không phải việc bà ta có thể tự quyết định theo ý mình. Cha Yang trở về nơi đã từng sống cùng bà nội, ở đây chứa đầy những thứ mà Huynh Ung đã chuẩn bị cho con của mình. Cha Yang cảm thấy mình đã nợ anh ấy quá nhiều. Một tuần trôi qua mà Sun Kyung vẫn chưa khiến Cha Yang biến mất nên Jin đã chuẩn bị tự mình ra tay. Nhưng ngay khi kế hoạch của cô ta sắp thành công thì Sun Kyung lại chặn trước mắt Cha Yang. Không được. Thấy Sun Kyung đưa ra lựa chọn, Jin ánh mắt tràn đầy thất vọng. Mà đây cũng là một màn kịch mà cô ta diễn cho Sun Kyung xem thử bà sẽ có phản ứng như thế nào. Bây giờ bà ta mấy đi không chỉ là con gái ruột Cha Yang mà còn mất đi con gái nuôi Jin. Ki Hyun muốn nói rõ chuyện này với bố mẹ nuôi. Anh ấy không muốn trở thành Lee Ki Hyun trong mắt He Cheong nữa, mà muốn trở lại làm Tae Sung. Điều này không chỉ vì He Cheong để anh sống với chiếc thân phận của Ki Hyun, mà còn vì họ đã vi phạm thỏa thuận năm đó, khiến cho Cha Yang bị bỏng nặng phải dừng điều trị và bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Điều này khiến cho ông Lee không còn gì để nói. Ông ta quả thực đã nghe lời của He Cheong. Từ một lá thư trong ngăn kéo của chủ tịch, Cha Yang cuối cùng cũng phát hiện ra rằng chính chủ tịch đã tài trợ cho việc điều trị của cô, nhưng chủ tịch không hề nói ra, chính vì sợ cô sẽ có gánh nặng tâm lý. Ông chỉ mong Cha Yang sẽ sống hạnh phúc vui vẻ. Jin nói với Ki Hyun, Huynh Ung và Cha Yang là kết hôn giả, chính là muốn xem bọn họ sẽ lựa chọn thế nào. Còn điên đảo trắng đen nói rằng Cha Yang kết hôn với Huynh Ung là để báo thù Ki Hyun, nhưng bây giờ để Ki Hyun ở lại bên cạnh mình, cô ta đã lấy tính mạng của Cha Yang ra uy hiếp. Nếu anh lựa chọn Cha Yang, cô ta sẽ biến mất. Em nhất định sẽ khiến cô ta biến mất. Huynh Tae và Sun Kyung ly hôn trong hòa bình. Cho đến giây phút cuối cùng, ông vẫn không biết vợ đang giấu điều gì. Mà bây giờ, Jin cũng trốn không muốn gặp bà ta. Vì vậy, bà ta lại mặt dày đến tìm Cha Yang. Nói điều này với con gái bị bà vứt bỏ suốt 20 năm có phải là quá không công bằng không? Mặc dù Cha Yang đã nói như vậy, nhưng Sun Kyung vẫn mong cô đi gặp Jin. Nhưng Cha Yang không muốn dính líu đến chuyện giữa mẹ con họ nữa. Sau khi bị Cha Yang từ chối, bà ta lại bắt đầu giở trò cho rằng Cha Yang là một người phụ nữ độc ác, là một người mẹ bỏ rơi con gái mình, bây giờ lại vì đứa con gái không cùng huyết thống mà nói con gái ruột của mình độc ác. Điều này đã một lần nữa phá vỡ tam quan của Cha Yang. Nhưng không ngờ cô con gái được bà ta nuôi dưỡng lại luôn nghĩ cách để giết chết con gái do mình sinh ra, thậm chí trước mặt còn nói muốn cô ấy đi chết. Cô ta không thèm quan tâm đến người mẹ trong lòng có người khác này, nhưng dù vậy, Sun Kyung vẫn thỏa hiệp với cô ta. Jin à, mẹ chỉ có con là đủ rồi. Cho đến lúc chết có con là đủ rồi. Jin rất độc ác, so với Sun Kyung còn độc ác hơn vài phần. Cô ta bảo Sun Kyung mang đứa con của Cha Yang đến cho cô ta và Ki Hyun nuôi dưỡng. Việc này như khiến Sun Kyung rất đau đầu. Không ngờ bà ta lại đồng ý. Cha Yang ở một bên đúng lúc cũng nhìn thấy hết tất cả. Mà đây cũng là một trong việc mà cô đã lên kế hoạch. Nhưng cô không ngờ mẹ chồng He Cheong lại ở phòng cô phát hiện ra đồ của cô ta. Cô ta vốn cho rằng mẹ chồng đã biết thân thế của mình, nhưng mẹ chồng lại chỉ để ý thân thế của Cha Yang. Thì ra người trong câu chuyện mà Jin khi ở trên bàn ăn chính là bạn thân Sun Kyung của bà. Điều này khiến He Cheong cảm thấy rốt cuộc phải độc ác đến thế nào mới đối xử với con gái ruột của mình như vậy. Bản thân thật sự là mù mắt mới nhận người như vậy làm bạn thân. Có lẽ bà ấy có nỗi khổ gì đó thôi. Mẹ của con chắc là có nỗi khổ gì đó thôi. Nỗi khổ sao? Nuôi con ruột của mình thì có nỗi khổ gì chứ? Buông tay tôi ra đi. Tôi cảm thấy thật ghê tởm. Cô sống cùng với người mẹ như thế suốt 20 năm, nói thật thì cũng không phải loại tốt lành gì. Lúc này He Cheong mới nhận ra bộ mặt thật của Sun Kyung, mà cô con gái của bà ta Jin vẫn đang cố gắng minh oan cho mình. Tình trạng của chủ tịch càng ngày càng tệ, ông ngủ mãi không tỉnh khiến cho tài xế khiếp sợ, nhưng ông đã bảo luật sự xử lý xong phần tài sản mà ông muốn đưa cho Cha Yang. Ông nhờ tài xế gọi Cha Yang đến, nhưng điện thoại của cô cứ gọi mãi không được. Vì vậy ông đã bảo tài xế ra ngoài tìm cô, bởi vì trải qua quá nhiều chuyện nên cô muốn rời khỏi nơi buồn bã này. Trên bầu trời bắt đầu rơi những đợt tuyết đầu mùa như đang nói rằng có người sắp rời đi.
Chủ tịch Lee đem theo những suy nghĩ về cha Yang yên bình chìm vào giấc ngủ. Lúc này ông cũng không tiếc nuối nữa. Cha Yang nhận được sự chăm sóc của người thân, làm cho phần đời còn lại của cô ấy rất vui vẻ. Hai người đều cho rằng là chủ tịch Lee ngủ mất rồi, nhưng bất luận cha Yang có gọi thế nào, chủ tịch Lee cũng không có phản ứng. Tài xế vội vàng gọi xe cứu thương. Ông ơi, ông sao vậy? Đừng đùa với cháu mà. Ông ơi, ông đừng dọa cháu mà, ông dậy đi mà, mày dậy đi mà. Ông không phải đồng ý với cháu là sẽ làm ông nội của con của cháu mà, làm ông nội của con của cháu mà. Chủ tịch Lee yên bình qua đời ở trên sofa, người cuối cùng xuất hiện bên cạnh ông lại là hai người không cùng huyết thống. Cha Yang đưa chiếc áo len mà chủ tịch Lee chưa kịp mặc đến tang lễ, nhưng lại bị He Cheong vứt ở dưới đất. Sun Kyung muốn nhặt lên đặt lên lại, nhưng lại bị He Cheong một lần nữa vứt xuống đất. Đối với người bạn thân suốt 25 này, He Cheong cũng đã nhìn rõ được bộ mặt thật của bà ta. Bà không những chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay, sao có thể cùng với con gái ruột của mình trở thành chị em dâu chứ? Sao có thể như vậy, hai mẹ con các người giống hệt nhau. Đối mặt với sự chế giễu của người bạn thân quen biết suốt 25 năm, Sun Kyung không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Nội tâm của bà ta sụp đổ, mà nhìn thấy bộ dạng của bà ta như vậy, Cha Yang không nhịn được tới dìu bà ta. Nhìn hai mẹ con cùng nhau bước đi, Jin hai mắt tràn đầy căm phẫn. Cô ta từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng là Cha Yang đã cướp hết mọi thứ. Có lẽ đây là báo ứng của Jin, là trừng phạt của Sun Kyung. Vụ tai nạn xe hơi khiến Jin phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại, mà cô ta cũng đã hủy bỏ hôn ước với Ki-hyun. Mặc dù Ki-hyun cảm thấy có lỗi và muốn chăm sóc cô ta, nhưng trong mắt của Jin, cô ta không cần sự thương hại của người khác. Sau khi Hyun Tae ly hôn với Sun Kyung thì ông cũng trở về quê chồng sau. Bây giờ, hai người cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái như những người bạn tốt. Cha Yang rời khỏi nơi đầy những âm mưu tính toán này. Cô không muốn con mình lớn lên trong hận thù. Cô đã đến một viện dưỡng lão hẻo lánh. Có lẽ sự lương thiện của Cha Yang khiến cho những người già ở đây đối xử với cô rất tốt. Tài xế của chủ tịch Lee cũng thường đến thăm Cha Yang và đứa trẻ. Anh muốn thuyết phục Cha Yang trở về, nhưng Cha Yang chỉ muốn sống cùng con ở đây, bởi vì ở đây không hề có âm mưu hay có những người lòng dạ khó đoán nữa.